Trời chị, anh nghe chị nói thấy tội không? Chị nghe mở cửa chỉ mà không tiền, chỉ có tiền mà chị là chỉ làm tiệc ăn mừng liền á. Thấy chị tội không? Nói chung là em rất quý mấy đây, hiện tại bây giờ em đang có mặt tại tu viện Sư Minh Đạo nha anh chị. Thì bây giờ tu viện cũng đã mở cửa nha anh chị. Thì em nghe được thông tin tu viện Sư Minh Đạo mở cửa, em xuống em thăm thầy. Thì em mời cô chú anh chị mình cùng đồng hành với em cái video này vào bên trong để thăm thầy nha anh chị. Thì rất là mừng luôn anh chị. Thì để em vô coi em có được đủ duyên để gặp thầy hay không. Thì hồi trước giờ em xuống đây chứ em chưa bao giờ gặp thầy. Thì có một lần em gặp thầy là tại buổi làm lễ Du Lan. Thì em gặp thầy, nhưng mà từ bữa tới giờ em nghe nói thầy đi cứu trợ ở ngoài Lào Cai. Thì thầy mới về nay 2-3 ngày gì đó. Thì hôm nay tu viện cũng đã mở cửa là bình thường rồi nha anh chị. Thì bà con Phật tử có đến thăm tu viện Sư Minh Đạo thì đến được rồi nha anh chị. Thì tu viện hiện tại bây giờ đã mở cửa. Thì bây giờ em đang ở bên trong tu viện nè. Thì nói chung là tất cả cộng đồng mạng, ông bà cô chú nào bây giờ cũng đang thương thầy hết. Để em vô em thắp cho một nén hương. Đây là bên trong chính điện của tu viện nha anh chị. Thì hiện tại bây giờ là thầy chắc là thầy nghỉ ngơi rồi hả? Giờ cũng chiều rồi. Thì em nghe tu viện mở cửa thì em quay lại đây để chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem. Đây trước mặt hình anh chị, đây là tu viện Sư Minh Đạo nha anh chị. Thì nói chung là rất mừng dịch nhẹ. Không quên quay thôi, về tắt tiếng hậu chính nhà quên thầy đó. Ta đi vòng ra bên ngoài coi có gặp thấy thầy không. Dạ thầy. Thầy đâu mất tiêu à, nhớ thầy quá ra thăm thầy. Không có lính tôi gửi đó, không có chở vô thăm tôi mấy bữa nay chắc cỡ 5 bữa à. Rồi làm giấy cho nó nè. À không biết thì biên cái giấy cho tôi khóc tôi quên mất tiêu rồi. Rồi rồi có gặp chưa? Đâu à, bên hông á hả? Là thầy ở bên kia đúng không? Thầy đang bên thắt hả? Trời, nhớ thầy quá trời nhớ luôn. Không có, tôi làm cái gì, lấy cái giấy về ăn cho photo ra đây cho công an nó chứng. Bởi vì tôi gửi đây cho nó đọc kinh. Rồi nó đi học bằng đẳng đi học rồi, nó không có được đọc kinh mình nó có gì được. Nó mà trời ơi. Đây thầy ở bên đây nè, thầy bên đây nè. Thầy chí để qua vẫn cho biết chỗ
Đây, hiện tại bây giờ em đang đi qua chỗ thầy đã nè anh chị. Thì cái thất thầy bên đây. Ở đâu cô? Con ngã tay phải Đường lớn, quẹo chạy xuống, rồi mé tay phải, rồi sao biết được? con đường mở Và đó có ai biết không ta? có để Thất tên đất gì? thay đổi Thất thầy độ à? À dạ anh chị thì bây giờ tại tu viện Sư Minh Đạo cũng anh chị ơi, hiện tại bây giờ em đang ở tu viện đây, nhưng mà thầy thì không có ở đây. Thì em hy vọng rằng tất cả cô chú anh chị mình ở nơi xa thì hôm nay có thể về thăm thầy được rồi nha anh chị. Thì hiện tại bây giờ tu viện đã mở cửa lại. Đây, trước mặt màn hình anh chị đây là mẹ. Ngay đây là cái chánh điện của mẹ anh chị. Thì em vào bên trong để em quay em chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem. Thì hôm nay mới ngày đầu tiên là tu viện mở cửa lại, thì cũng chắc bà con nghe được cái thông tin này cũng rất là mừng. Trời dạ, chị, chả đói đâu, mở ốm đó đứa anh nào nghe chị nói thấy tội không? Chị nghe mở cửa chỉ mà không tiền, chỉ có tiền mà chị là chỉ làm tiệc ăn mừng liền á. thiệt Thấy thấy chỉ tội không? chứ Nói bộ chung là em rất nó quý mở mấy mở cửa sáng này luôn à. Mới hồi lúc mà một giờ mấy nay em rất mấy quý nay mấy người mười như nha chị, em nói thật. Vì chị có lòng thương thầy khá nhiều, chị nói một câu nói đó, tuy rằng chị không có làm được cái việc mà mở tiệc ăn mừng, nhưng mà em rất trân trọng cái lời nói của chị, rất là quý chị luôn em, mới cái này vừa em lần nói thật sự. sau mà mình nói mà vừa có nói chung ra là nói bình bình đi thì mình thốt lời ra tiếng nói mình phải sao cho người ta nhớ đời đừng để cho ta chửi mình thôi một lời nói là mất tiền mua Thì nói chung rằng tội bà chị này lắm anh chị. Thì anh cô chú anh chị nào có đi tu viện Sư Minh Đạo rồi ghé ủng hộ nước ủng chị hộ đi chai nước để chị con thì hàng ngày à, có đó nghe alo là có thì nói không có thôi đừng đặt à, chuyện đúng rồi, mình đừng làm được cái gì mình nói, còn làm không được thì dạ. Tại thấy bà chia sẻ sao thấy y như bà hăng hít lắm. Nó nghe nè, đừng có lên nhiều quá, đừng có nói xe dốc nó láo xanh Đúng trong rồi, cốt. có Thì sao đó, nói đúng rồi, đúng rồi, vậy đúng chứ. rồi, đúng chị, có thì mình nói, Mình không có có thì tao nó có không, mà nó không thua thì bỏ. gần đứa bán nó đây năm mấy thiệt, nhưng mà cái gì có thì nói, không có Dạ thì thôi đừng nói. nói chung Nó nghe nó là nói thêm nó nó thêm nó bớt thì bớt. đặt Nó ra nghe là chuyện mấy đầu ra. ông tích là ông đó, tốt ông nói gì rồi mấy ông Dạ xấu đó, rồi đó đó nói mất công đúng dạ không? đúng rồi. Nói chung ra đây tôi không có đi vô chùa tôi lại thiệt Thầy tôi nói là chùa tôi hổn thiệt nhưng mà nào có là thôi đừng nói thêm đừng nói vu khống này kia nữa thì đó thêm nó bớt thêm bớt làm ảnh hưởng đến nó danh nghe dự của anh một ta. cái tiếng nói thôi là nó khác liền á Đúng đúng đúng, vì vì cái chỗ đó mà mấy ngày qua em xuống đó, em xuống để em tìm hiểu sự thật để em đòi lại cái tiếng nó nghe là cái công bằng là không có là công bằng là tự mình đi tìm ra không ai đúng tìm cho mình hết đúng 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 em nói thiệt nhưng mà ý là em nói mấy anh đăng tải đẩy không xe đúng này á, về nhà mình trong đúng sao thông hôm nay tin mình sự đẩy thật tới á bến theo đức thầy nè à bến ông nhà thì thầy tội chế không anh chị đó, ngày mưu sinh của chị như thế này đây. cô chú anh chị có đi chùa hay đi tu viện nghe thì bà nghe vậy bà đến bà nhận thì sư mới nói là bây giờ phải đi xét nghiệm ADN đó phải đi xét nghiệm ADN thì bà mới kiểu như bà trách móc là tại sao cái lúc đưa thì sư Minh Đạo xác thực là bà là mẹ mà giờ bắt đi xét nghiệm anh em là như vậy lần sau đó rồi bà mới hỏi là vấn đề xét nghiệm anh em tiền bạc như thế nào thì
thì xét nghiệm 4 triệu thì bên tu viện hỗ trợ cho 2 triệu đó. Thì bà nó than khóc kể vậy đó. Bà ý là bà trách móc thầy chứ gì. Nói chung là cái bà này không biết bà suy nghĩ như thế nào. Nói chung mình cũng nghe cái được cái những cái người này như thế này mình cũng rất tức. Người nói khác. Mình nghe chính xác hả em? Thì đó. Không đúng là nghe chính xác bà điện bà đúng tên của Vũ Chiến á. Bà điện cho bà kênh Vũ Chiến. Bà nói là bà tới bà nhận con. Mà sao mà còn người bên tu viện thì bắt bà phải đi xét nghiệm ADN. Bà nói là hồi lúc trước giao tặng tay cho thầy, rõ ràng mặt bả là thầy biết mà sao còn bắt bả đi xét nghiệm ADN. Nói vô lý. Xét nghiệm ADN được bắt buộc phải xét nghiệm rồi, không có xét nghiệm lấy giấy tờ đâu ra để mà chứng minh. Nhưng mà nghe cái theo cái lời bả chia sẻ trong cái đoạn hồi hồi á, là bả nói là cái lúc bả mới vừa sanh bé ra là mới đâu đó chừng tháng à, bả chưa có làm chứng minh gì giấy hay sanh. Thì đã không có giấy hay sanh mà giờ lại nhận con nữa thì buộc phải xét nghiệm, có chứng minh con của mình. Chứ không lẽ giờ ai cứ vô nói con tôi cái dắt đi sao được. Rồi lỡ cơ quan địa phương ở đây tao lại tao hỏi cái bé đó đâu rồi thì lấy cái giờ sư lấy gì chứng minh, đúng không? Buộc phải có cái giấy xét nghiệm rồi chứng minh rồi người đó là mẹ của bé cháu này đã đưa về rồi nó mới hợp lệ. Tại vì nếu mà pháp luật người ta hỏi thì phải có giấy tờ giấy trắng mực đen đàng hoàng chứ, đâu phải nói qua miệng. Bây giờ sư Minh Đạo biết là một chuyện, còn ở cơ quan địa phương có biết hay không nữa kìa. Ở xã địa phương mà vậy mà bả lên kênh Vũ Chiến hả? Bả lên kênh Vũ Chiến bả lên kênh Vũ Chiến